Thưa quý vị, thời gian vừa qua, tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Ngày 25 tháng 5 năm 2023, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước vấn đề này, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước. Trước đó, trong cuộc họp báo chiều 18 tháng 5 liên quan về vấn đề này, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng khẳng định đối với các vụ việc xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, Bộ Ngoại giao và cơ quan chức năng Việt Nam đã đang triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.